3 điển tích ở trên bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió mới nhất tại Bùi Gia năm 2023. Đầu tiên là cặp Tùng Hạc. Tùng và Hạc là một cặp biểu trưng cho ý nghĩa về sức sống mãnh liệt, điềm lành và sự bền bỉ. Và cây Tùng đang đứng ở thế nghênh khách để chào đón toàn thuyền bình an và quay trở về. Và con rơi trong âm Hán Việt đọc là bức, đồng âm gần nghĩa với chữ phúc là phúc khí, phúc lành. Và ở đây thì đoàn thuyền đang quay trở về với một ngụ ý là chở theo cả một con thuyền đầy là phúc khí. Và trên tranh còn có đàn gà, và đàn gà này chính là điển tích Kim Ngọc Mãn Đường. Con gà ở trong chữ Hán đọc là kê, có âm gần giống với đại chữ cát. Trên tranh có một đàn gà thì có nghĩa là đa cát, hàm nghĩa là nhiều những cái điềm lành tốt đẹp đến với gia đình. Và ở đây được hiểu là một cái giá trị biểu trưng cả gia đình đều mạnh khỏe, xinh đẹp, tức là giống như là vàng ngọc đầy nhà vậy. Tổng thể bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió này được làm ở trên phôi gỗ gõ đỏ với đường kính 1m, những cái chỗ mà dài hơn, rộng ra hơn lên đến 1m2, và tranh có độ dày là 10cm để nền 3cm và đục nổi kênh bong 7cm.